Trong thông tin phát đi chiều ngày 6 tháng 9, Công ty cổ phần VNG cho biết sáng nay, công an thành phố Hồ Chí Minh đã đến thanh tra đột xuất trụ sở VNG Campus của công ty này ở đường số 13, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi, nơi cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua và ngay sau đây là nội dung chi tiết. VNG nói gì về việc cảnh sát xuất hiện tại trụ sở? Trong thông tin phát đi chiều ngày 6 tháng 9, công ty cổ phần VNG cho biết sáng nay, công an thành phố Hồ Chí Minh đã đến thanh tra đột xuất trụ sở VNG Campus của công ty này ở đường số 13, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Công tác thanh tra vẫn đang diễn ra và VNG vẫn đang phối hợp với cơ quan công an trên tinh thần đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chức năng. Các hoạt động kinh doanh và vận hành của công ty tại trụ sở vẫn diễn ra bình thường. Đại diện VNG nói và cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tới báo chí các thông tin tiếp theo. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh trưa ngày 6 tháng 9, trên mạng đăng tải thông tin nhiều công an xuất hiện tại trụ sở công ty cổ phần VNG. Hiện cơ quan công an chưa thông tin về sự việc. Trước thông tin này, cổ phiếu của VNG giảm sàn gần 13%. Đầu phiên giao dịch chiều 13 giờ 14 phút, mã cổ phiếu VNZ rớt gần 13%, xuống còn 450.000 một cổ phiếu. Đến 13 giờ 58 phút, giá cổ phiếu VNZ phục hồi trở lại 470.000 một cổ phiếu, song vẫn giảm 8,74%. Khối lượng mua chủ động 5.350 cổ phiếu, khối lượng bán chủ động 7.550 cổ phiếu. Diễn biến sự việc xảy ra 3 ngày trước lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập của VNG, dự kiến tổ chức vào ngày 9 tháng 9 tới. TTC Hospitality VNG bị xử phạt vì cung cấp trò chơi điện tử có thưởng sai quy định. Thanh tra Bộ Tài chính vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần du lịch thành thành công TTC Hospitality Jose VNG do không kinh doanh đúng chủng loại, loại hình máy điện tử có thưởng được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cụ thể, công ty này đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại khách sạn Group Cần Thơ, nay là khách sạn TTC Cần Thơ, cho 42 máy trò chơi điện tử có thưởng với các chủng loại và số lượng theo quy định, gồm máy giật sàn loại Aristocrat 14 máy, máy giật sen loại Wake 26 máy, máy roulette loại Interblock Win 2 máy. Tuy nhiên, ở thời điểm kiểm tra, VNG sử dụng 12 máy giật sen loại Wake không đúng chủng loại cho phép. Theo đó, Doanh nghiệp bị phạt 170 triệu đồng và buộc tiêu hủy hoặc tái xuất các máy trò chơi không đúng chủng loại. VNG cũng phải hoàn trả lại số lợi bất hợp pháp. Tuy nhiên, thanh tra Bộ Tài chính không xác định được doanh thu chi phí trả thưởng cho từng máy. Đồng thời, VNG kinh doanh thua lỗ năm 2022, 2023 lần lượt 582 triệu đồng và 477 triệu đồng. Quý 1 năm 2024, công ty lỗ 140 triệu đồng. Do vậy, số lợi bất hợp pháp không thể xác định. TTC Hospitality là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái thành thành công của doanh nhân Đặng Văn Thành. Doanh nghiệp này sở hữu hệ thống gần 20 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và khu vui chơi trải dài trên cả nước với hơn 1.200 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao tại các thành phố du lịch trọng điểm như Huế, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Ninh Thuận, Phan Thiết, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Cần Thơ và ngoài nước như Campuchia, phục vụ hơn 2 triệu lượt khách Việt Nam và quốc tế mỗi năm. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng làm phó bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Thay mặt ban bí thư, Thường trực ban bí thư Lương Cường đã ký quyết định 1517 của ban bí thư về việc chỉ định nhân sự giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, ban bí thư quyết định ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thôi giữ chức ủy viên ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, điều động chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ tỉnh ủy giữ chức phó bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ năm 2020-2025. Ông Nguyễn Huy Dũng, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1983, quê thành phố Hà Nội, nguyên quán Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Huy Dũng từng là cựu học sinh khối phổ thông chuyên toán, Đại học Sư phạm Hà Nội sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Singapore và Chính phủ Việt Nam đi du học chuyên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Công nghệ là Nang Trang, Singapore. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp, ông Nguyễn Huy Dũng nhận công tác với vị trí chuyên viên văn phòng tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ, trưởng phòng thư ký tổng hợp văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, phó cục trưởng, cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Cục tin học hóa, nay là Cục chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông. Tháng 11 năm 2020, ông Nguyễn Huy Dũng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Những kết quả công tác của ông Nguyễn Huy Dũng trong các lĩnh vực chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đã góp phần cải thiện xếp hạng quốc gia của Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cung cấp dữ liệu mở và nhất là an toàn, an ninh mạng đã được ghi nhận trong nước và quốc tế. Năm 2023, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã bình chọn ông Nguyễn Huy Dũng là lãnh đạo trẻ tiêu biểu toàn cầu. Xét xử bà Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 trong một tháng Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đưa vụ án Trương Mỹ Lan, nguyên chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm giai đoạn 2 ra xét xử vào ngày 19 tháng 9. Các bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Vũ Anh Thi và Bùi Anh Dũng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Các bị cáo Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Bùi Đức Khoa, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thành Nhã, Trương Thị Kim Lài, Quốc Hàn Man Oliver, Trần Thị Thủy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Lan Chi, Trần Đình Hưng, Huỳnh Phong Phú, Vũ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thanh, Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo Chu Lập Cơ, Chu Nắp Kỳ Eric, Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền. Bị cáo Tô Thị Anh Đào bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Thời gian mở phiên tòa 8 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2024, địa điểm mở phiên tòa là trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án được xét xử công khai. Trong vụ án có 35.824 người được xác định là bị hại, có 534 cá nhân tổ chức được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hàng trăm luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo, trong đó người bảo chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan gồm các luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Huy Thiệp Giang Hồng Thanh Văn, đoàn luật sư Hà Nội. Dự kiến phiên tòa kết thúc vào ngày 19 tháng 10 năm 2024. Sắp xét xử 7 thanh tra giao thông Bà Rịa Vũng Tàu nhận hàng tỷ đồng làm luật. Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lên lịch xét xử 56 bị can trong vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại các đội nghiệp vụ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó, 7 bị can là cán bộ thanh tra giao thông bị truy tố tội nhận hối lộ. 49 bị can còn lại là chủ doanh nghiệp vận tải, quản lý và lái xe bị truy tố tội đưa hối lộ. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở vào ngày 9 tháng 9 tới, kéo dài trong 5 ngày. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, các thanh tra viên bao gồm Lâm Hữu Trí, 43 tuổi, Võ Thanh Liêm, 45 tuổi, Trần Văn Dũng, 54 tuổi, Nguyễn Đức Tú, 49 tuổi, Trần Ngọc Huệ 61 tuổi, Phạm Văn Dương 47 tuổi và Trần Văn Minh 58 tuổi đã nhận tiền làm luật của nhiều cá nhân, chủ doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mục đích nhận tiền để không hoặc ít kiểm tra, xử phạt hành chính các cá nhân, doanh nghiệp và các lái xe để phương tiện vận tải vi phạm quy định về an toàn, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Trong đó, cơ quan điều tra xác định Lâm Hữu Trí là người nhận tiền nhiều nhất với hơn 5 tỷ đồng của 55 doanh nghiệp cá nhân. Cụ thể, Trí sử dụng hai tài khoản ngân hàng gồm tài khoản cá nhân và tài khoản của bố vợ để nhận tiền của 43 trên 49 bị can bị khởi tố về tội đưa hối lộ trong vụ án với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng và nhận của 12 cá nhân doanh nghiệp được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền hơn 334 triệu đồng. Theo lời khai của trí, sau khi nhận tiền chuyển khoản, hàng tháng trí rút tiền mặt từ tài khoản của mình và nhờ bố vợ rút tiền mà các cá nhân, doanh nghiệp đã chuyển vào để đưa lại cho trí. Sau đó trí chi lại qua chuyển khoản và đưa tiền mặt cho đồng nghiệp là đại diện các đội thanh tra tại trụ sở làm việc. Tuy nhiên, qua đối chất, những người liên quan không thừa nhận việc bàn bạc thống nhất giao trí làm đầu mối nhận tiền và cũng như nhận tiền từ trí. Riêng các bị can Võ Thanh Liêm, Trần Văn Dũng và Nguyễn Đức Tú thừa nhận được trí chi tiền nhận hối lộ để chi lại cho các thanh tra viên cùng đội. Cáo trạng cũng cáo buộc các bị can Trần Văn Dũng nhận hối lộ tổng số tiền hơn 301 triệu đồng, Phạm Văn Dương nhận hơn 222 triệu đồng, Trần Văn Minh nhận hơn 183 triệu đồng, Võ Thanh Liêm nhận hơn 141 triệu đồng, Trần Ngọc Huệ nhận gần 125 triệu đồng và Nguyễn Đức Tú nhận hơn 40 triệu đồng. Đối với nhóm 49 bị can đưa hối lộ, người đưa nhiều nhất là 781 triệu đồng và ít nhất là 10 triệu đồng. Cũng theo cáo trạng, trong vụ án này có 14 cá nhân chủ doanh nghiệp được cơ quan điều tra đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là những người đã có đơn tố giác tội phạm vì bị ép buộc chuyển tiền hối lộ hoặc đưa hối lộ do bị gợi ý và với số tiền nhỏ bản tin xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày